Xin chào tất cả các em. Và tiếp theo đây, cô và các em sẽ cùng nhau đi giải quyết bài tập số 2 sách giáo khoa hóa học lớp 12 trang 11 với đề bài như sau. Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. Chất béo không tan trong nước. B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. Và D. Chất béo là este của glycerol và axit carboxylic mạch carbon dài không phân nhánh. Được chưa? Và để làm bài tập này thì chúng ta sẽ xem lại phần lý thuyết về chất béo, phần tính chất vật lý nhá. Chúng ta xem ý A này, chất béo không tan trong nước. Thì trong phần tính chất vật lý, trong sách giáo khoa người ta đã ghi này: mỡ động vật, dầu thực vật đều không tan trong nước, mà mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa chất béo. Như vậy, ở ý A người ta nói là chất béo không tan trong nước là ý này. Đúng rồi, đúng chưa nào? Đúng. Được chưa? Nhưng đề bài yêu cầu mình tìm phát biểu không đúng nhá, nên ý này mình sẽ không chọn. Được chưa nào? Ý B này, chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ. Chúng ta lại quay trở lại phần tính chất vật lý trong sách giáo khoa nhá. Ở đây người ta có ghi này, mỡ động vật, dầu thực vật đều không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ như benzen, hexan, chloroform. Đúng chưa nào? Như vậy ý này của chúng ta lại tiếp tục là một ý. Đúng. Đúng chưa? Ở đây người ta ghi là chất béo, đúng chưa nào? Mà trong mỡ động vật và dầu thực vật đều chứa chất béo cả, nên ý này của chúng ta cũng là ý đúng. Phát biểu C, dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. Các em ơi, ý này là không đúng nhá. Dầu ăn của chúng ta là chứa thành phần chính là chất béo. Được chưa? Thì trong thành phần nguyên tố của chất béo sẽ bao gồm có các nguyên tố C này, H và oxy, đúng chưa? Còn trong mỡ bôi trơn thì chúng ta đã học trong phần hydrocarbon của lớp 11 rồi. Mỡ bôi trơn của chúng ta là chứa các hydrocarbon. Thành phần nguyên tố của chúng sẽ bao gồm C và H thôi. Như vậy ý này người ta nói dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố là đúng hay sai? Ý này là sai nhá. Như vậy theo đề bài thì chúng ta sẽ chọn ý C đúng không nào? Còn đáp án C, chất béo là este của glycerol và axit carboxylic mạch carbon dài không phân nhánh. Thì ý này là ý đúng rồi nhá. Axit carboxylic mạch carbon dài không phân nhánh chính là các axit béo đấy các em ạ. Rồi, cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong các bài tiếp theo nhá.